Tu hành bốn niệm trụ, tu hành bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, an trụ thánh đế khổ, an trụ thánh đế tập diệt đạo, tu hành bốn tịnh lự, tu hành bốn vô lượng, bốn định vô sắc, tu hành tám giải thoát, tu hành tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, tu hành pháp môn giải thoát không, tu hành pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, tu hành năm loại mắt, tu hành sáu phép thần thông, tu hành pháp môn tam ma địa, tu hành pháp môn đà la ni, tu hành mười lực Phật, tu hành bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, tu hành pháp không quên mất, tu hành tánh luôn luôn xả, tu hành trí nhất thiết, tu hành trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, tu hành hạnh đại Bồ Tát, tu hành quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy, do sáu phép ba la mật đa này mà mau được viên mãn gần gũi quả vị giác ngộ cao tột.